mượn tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ và cho đâu. Im mồm, tao chả cho Tao đấy làm mượn gì. 200. Em với nó nói chuyện á, em với nó ngày nào cũng nói chuyện ấy. Ừ, cái gì cũng biết hết trơn rồi. Ừ, mà em đi đi tập tiếp cũng đi tập cũng nói hết luôn mà. Nên là đúng như kiểu anh em như thể tay chân luôn rồi đấy. Rồi, ok, vậy bây giờ nên thì là anh nghĩ ra anh một thử muốn thách đi. như này. Bây giờ với cái hiệu ứng của ca khúc Yêu Được Không được quay tại Hàn Quốc, thì bây giờ mình làm thêm một phiên bản nữa. Lúc nãy thì em nói với tiết tấu nhanh hơn, quay tại Việt Nam và mời Giang Subin sang. Và lần này chưa có nhà tài trợ, thì mượn một khoản tiền lớn của Eric để làm MV này. Sẵn sàng không? À, nó Em nghĩ mượn là em trả hết. bây giờ mượn lại. Hoặc là nếu như mà Eric mà cái khoản là bây giờ Eric nó không có, vậy thì đòi những cái khoản mà từ trước để Đức Phúc cho Eric mượn. Em thấy hay không? Được. Ổn nha. Được. Ok. Nó hay vay em lắm. Em xem nào. Em thử gọi nhé. Rồi ok, Bật loa mình ngoài sẽ mở không? ra ngoài. À. Mình sẽ yên lặng và quý vị khán giả và Đức Phúc sẽ là người nghe đoạn hội thoại này. Alo. Alo. Đang đâu đấy? Hỏi về. Đang đâu đấy? Không hỏi. Đang ở đâu đấy? Cho nó bị giật giật đấy. Thế á? Mày nghe thấy không? Rồi, Mày... hét lên. Mày đang ở đâu? Ở nhà. Nhưng mà Hôm nay là... em hỏi đang đâu? Vào vào Sài Gòn rồi à? Chưa. Ở Hà Tối Nội qua à? vừa có ở Hà Nội không? Nội. Này thôi bây giờ thử cái này nói thật chứ này hỏi hỏi một tí được không? Hay hỏi ghê ấy. Chuyện gì? Này đối chứ này sắp tới định mời chị Subin qua Hà Nội à qua Việt Nam để quay tiếp này. Phần 2 á? Ừ. Có bài rồi á? Ừ, định mời 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 chị Subin qua quay tiếp này nhưng mà ý là mày biết cái đợt vừa rồi đấy tao chi bao nhiêu thử đấy bây giờ ý là mượn Em nghe rồi. tạm mượn nóng tạm một ít được không? Giật mày, giật mày, giật mày, giật mày. Em bị điên à? Giật mày. Mày xem cái hồi Mượn lần gì? này mày nhớ là cái hồi mày Trông quay cái trông MV hơi cái yếu đuối giày. rồi nhà. Không tao không biết nhưng cái giày mà tao cho tao còn chưa đi lần nào tao còn cho được mày mượn mà bây giờ tao hỏi một tí thì sao? Mượn đồ thì vẫn cho mượn nha. Chứ mà chưa thể trả đồ nha. Mượn rất nhiều đấy. Thôi đùa chứ này cho mượn một ít đi. Mượn cái gì? Cái ngày xưa mượn tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ và cho đâu? Im mồm tao chả cho Cho đấy làm mượn gì. 200 cho có 100. Thôi đùa chứ thôi này thật Eric bây giờ không có thời gian này này. Nhưng mà cho mượn một ít được không? Mượn bao nhiêu? Thôi thì coi như là hỗ trợ tao một ít cái tiền quay đi. Khoảng 400 nhá. Không hơn 350 đi. Không, nhưng mà trả nhanh tại vì khi mà có tài trợ xong cái là tao trả luôn. Có tài trợ xong cái tao trả luôn. Im mồm. Có tài trợ xong cái đùa chứ thật, có tài trợ xong cái trả luôn này. Bao giờ có thể trả? Ngay sau đấy thôi thì giống như lần trước mày mày mượn tao đấy, xong rồi là mày cũng trả luôn đấy. Chưa mượn lần nào, em điêu quá cơ. Im mồm mày đừng có điêu. Có điêu quá. Thôi này, thôi đùa chứ này, nhanh 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 nhá. Để mà có gì nhắn số tài khoản con Thế nha, thế Tết nha. à, thôi đủ, Em đợi một lát nữa xong rồi Quỳnh Anh nhắn số tài khoản con nhé. Nha nha, xong nha, có gì gọi. thế nha. Ok, Bye ok, ok. không nhé. Im 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 im. Anh nghĩ là sẵn tiện đây thì mình mượn luôn đi. Mình mượn luôn, mình làm thêm một cái MV nữa đi. Được không? Em nghĩ như thế được không? Nó thì này dễ tính lắm. Em thì nó rất thoải mái về cái chuyện đấy tại vì kiểu lúc nào đứa nào khó đứa nào ấy nhưng mà thực sự là em chưa vay nó lần nào. Chỉ có Eric vay Đức Ừ, Phúc nó thôi. vay em thôi, nó vay em nhưng mà nó trả cũng em nhắc rồi nó mới trả đấy. Không nhờ có một cái như này đúng rồi đấy, em hay mượn đồ nó lắm, mượn gọi là mượn từ áo này xong rồi Dày mượn có mượn dày không không nó mượn về em. à. Ừ, em mượn áo này xong rồi accessory cái phụ À, những cái kiện phụ các kiện kiểu. luôn Ồ, em mượn mà ý là bây giờ nhưng em mà cũng chưa một trả. nhưng mà đợi nhắc mới trả hay là đến thời điểm vẫn chưa trả Hình như khi nào nó nhắc em mới trả. Em toàn để thế tại vì em nói
Ôi thằng này nó cũng chưa nhắc mình trả rồi, thôi cứ để đi.